liên tục chương trình là phần dự báo thời tiết chào chị Hà Linh diễn biến chiều cường và mưa hôm nay ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ như thế nào vậy chị? Mến chào các anh chị và quý vị khán giả dù đã qua đỉnh của đợt này nhưng hôm nay Triều cường ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long vẫn ở mức cao và dự báo vào lúc 18 giờ 30. Chiều ngày hôm nay thì tại trạm Cần Thơ vượt mức báo động 3 là 16 cm, còn tại trạm Mỹ Thuận vượt mức báo động 3 là 29 cm. Tình trạng ngập úng vẫn tiếp diễn ở các vùng trũng thấp thuộc thành phố Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ. Ngập có thể kết hợp của cả triều cường và mưa, bởi dự báo chiều tối nay thì ở miền Tây Nam Bộ tiếp tục sẽ có mưa và vùng trọng tâm mưa sẽ ở Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Sóc Trăng và Cần Thơ. Trong 2 đến 3 tiếng nữa, trời vẫn sẽ có nắng và nhiệt độ cao nhất tại thành phố Cần Thơ cũng như là những tỉnh thành khác ở khu vực miền Tây Nam Bộ dao động từ 31 cho tới 32 độ. Thành phố Phú Quốc dự báo cũng sẽ có nắng trong đầu giờ chiều ngày hôm nay và nhiệt độ cao nhất vào khoảng 31 độ. Chiều tối sẽ có mưa rào trong khoảng từ 1 đến 2 tiếng và sau đó thì mưa sẽ giảm dần. Miền Đông Nam Bộ hôm nay mưa có xu hướng ít hơn so với ngày hôm qua, cường độ nắng mạnh hơn. Cảm giác nóng sẽ từ giờ cho đến 3 giờ chiều. Nhiệt độ cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh là 32 độ, những tỉnh thành khác dao động từ 33 cho đến 34 độ. Trên biển vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau, cảnh báo sẽ có mưa giông, gió đông bắc cấp 6, cấp 7 giật cấp 8, cấp 9 biển động mạnh. Từ Cà Mau cho đến Kiên Giang, bao gồm các quần đảo Phú Quốc, Nam Du và Thổ Chu, dự báo cũng sẽ có mưa giông, gió khoảng cấp 4, đề phòng gió giật lốc xoáy cảm ơn chị hà linh qua những thông tin vừa rồi hy vọng là quý khán giả sẽ chủ động cho các kế hoạch sinh hoạt và sản xuất của mình